Bản sao của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội chiều ngày 22 tháng 2 cùng với 5 vệ sĩ, vài ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên. Đài truyền hình VTV cho biết ông Howard X, 30 tuổi, người Australia gốc Hồng Kông, là một nhà sản xuất âm nhạc nhưng bắt đầu đóng giả ông Kim Jong-un từ năm 2012. Ông tự nhận mình là người đầu tiên chuyên đóng giả ông Kim. Còn ông Russell White, 68 tuổi, là một giáo viên âm nhạc ở Chicago, Mỹ. Ông bắt đầu giả dạng Tổng thống Trump sau khi có nhiều người nhận xét ông có ngoại hình giống với Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Bản sao Trump-Kim xuất hiện tại nhà hát lớn và nhiều điểm nổi tiếng khác ở Hà Nội như Hồ Gươm, chợ Đồng Xuân, Lăng Hồ Chủ tịch. Ông Howard từng tiết lộ với tờ The Sun của Anh là được trả tới 13.000 đô la cho mỗi sự kiện xuất hiện. Không rõ cơ quan nào của Việt Nam thuê hai vị khách này, nhưng họ cho biết sẽ ở lại Việt Nam cho tới khi thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc.